Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa sinh học 8 trang 198, đề bài như sau. Hãy nêu rõ những ảnh hưởng của có thai sớm, có thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, phải làm gì để điều đó không xảy ra. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết trong mục 25 mã, những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên, sách giáo khoa trang 197. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi vào lời giải chi tiết. Thứ nhất, những ảnh hưởng của việc có thai sớm, có thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên đó là dễ sẩy thai hoặc là đẻ non. Con khi đẻ ra thường nhẹ cân, khó nuôi, dễ nhiễm bệnh. Nếu phải nạo thai, có thể dẫn đến vô sinh vì dính tử cung, tắc vòi trứng hay trường ngoài dạ con. Và phải bỏ học, ảnh hưởng đến tiền đồ sự nghiệp sau này, vân vân. Thứ hai, để tránh rơi vào những tình trạng trên, chúng ta cần phải tránh quan hệ tình dục ở tuổi học sinh, giữ tình bạn trong sáng và lành mạnh để không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, đến học tập và hạnh phúc gia đình trong tương lai. Hoặc là nếu như chúng ta có quan hệ tình dục thì phải đảm bảo tình dục an toàn, không mang thai hoặc là không bị mắc các bệnh lây truyền qua tình dục bằng bao cao su hoặc một số biện pháp tránh thai khác. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 198.